lên một cuốn sổ của mình nhé. Rồi em hôm nay thì cái Zoom hôm nay ấy, mọi người biết chương trình ngày hôm nay thì mình chủ đề là gì không ạ? Mọi người biết chủ đề là gì mọi người nhắn lên không chat nào cho mình tương tác với nhau cho Zoom nóng nào. Cảm ơn cả nhà, thả bông thả hoa cho chị Linh. Cảm ơn tất cả, cảm ơn hai MC buổi sáng hôm nay cùng đồng hành cùng với cả nhà nhé. Em chủ đề 50 em ngày hôm nay của chúng ta là về máy rửa chén đúng không ạ? Máy rửa chén bát Kuchen. Hiện tại thì máy rửa chén bát thì sẽ là cái công cụ đắc lực để cho chị em chúng mình cho chị em chúng mình nhàn hơn đúng không? Có thời gian để chăm sóc cho bản thân này rồi là chăm sóc cho thêm các bé và gia đình nữa. Thì cái chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là máy rửa chén Kuchen, là chân ái của chị em khi trời đông, và nhất là trời đông của miền Bắc đúng không? Mấy hôm bắt đầu từ hôm nay thì em thấy ấm hơn rồi chứ mấy hôm trước thì lạnh quá. Đó thì là Kuchen của chúng ta hiện tại là đang có hai chén áp, đang có hai dòng máy rửa chén. Đó là KUPP 8354 và KUPP 808383. Thì máy rửa bát Kuchen thì nó sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ đúng không ạ? Có rất là nhiều cái chương trình máy thì là có rất là nhiều cái chương trình và chương trình rửa tiết kiệm thời gian này, tiết kiệm điện này, tiết kiệm nước này, rồi là đặc biệt là máy rửa bát này em thấy nó rất là thông minh, nó cực kỳ thông minh luôn đấy. Khi mà nó sẽ tự ngắt điện khi mà rò rỉ, rồi mình có cả rò rỉ nước, rồi có cả chống tràn, rồi có cả khóa trẻ em nữa đó. Rồi để tiếp em giới thiệu qua về cái máy Kuchen như vậy, tí lát nữa mình sẽ tìm hiểu sâu hơn về nó các anh chị nha. Để tiếp nối cái chương trình ấy thì hôm nay em sẽ mời đến đây một chị cũng là giáo viên mầm non luôn. Hôm nay Zoom hôm nay của mình rất là có duyên với giáo viên nữa, toàn giáo viên mầm non thôi. Thì em sẽ mời đến đây một chị ấy sẽ lên giao lưu cùng với cả nhà. À, chị ấy hiện tại thì là một giáo viên mầm non này, rồi là kiêm cả mẹ bỉm ba con nữa. Chị sẽ chia sẻ cái trải nghiệm của mình và kinh doanh tốt cái máy rửa chén Kuchen. Em xin mời chị Hồng Hạnh chị nhá. À đây rồi, em nhìn thấy chị đây rồi. Chị bật mic lên chị ơi. À được rồi. Lần đầu tiên thì em hãy xin gửi lời chào tất cả cô chú các anh chị và các bạn đã tham gia cái Zoom 50 em sáng hôm nay. Không biết nhà mình có nghe rõ em nói không nhỉ? Bởi vì là ở nhà mọi người vẫn đang ngủ cho nên là em nói không được to lắm. Rõ chị ơi. Mình có nghe rõ. Rõ lắm ạ. À nghe rõ à? Vâng, rất là vinh dự và vui vì hôm nay lại em được lên màn hình để chia sẻ với mọi người một cái sản phẩm mà trong cái thời gian qua thì em phải rất là yêu, nói là thẳng luôn là rất là yêu. Và cái cơ duyên mà đến với cái biết đến cái máy rửa bát Kuchen, như là sử dụng cái máy rửa bát Kuchen này thì phải nói là rất là cảm ơn ông chồng. Đầu tiên là em là bắt dùng, bởi vì em thì cũng như rất là nhiều các chị khác, khi mà chồng nói đến máy rửa bát ấy thì em bảo là em không dùng đâu, vì là mình nghĩ là rất là tiếc tiền và nghĩ là không biết nó có sạch hay không, và nghĩ là rửa có vài cái thôi thì em rửa ủ cái là xong. Nhưng mà chồng em thì bảo là không, bởi vì ngày nào cũng thấy em tất bật với công việc ở trường này, rồi về nhà công việc lúc nào lọ mọ đến tầm 8 rưỡi 9 giờ tối mới xong việc. Chồng em vẫn quyết định là mang một cái máy rửa bát về để tặng em. Và em tự dưng vào một cái thế là đúng là phải dùng. Nhưng mà khi mà dùng lần đầu tiên cái thì em thích nó luôn. Bởi vì là nó rất là sạch. Các cái bát đũa mà em sử dụng ấy, nó rất là sạch luôn. Nó đúng nghĩa là gọi là sạch bong kim kít đấy ạ. Và trong một quá trình mà em dùng cái máy rửa bát thì em nhận thấy là tự dưng cái hôm mà lâu lâu mình không để ý thì tự dưng hôm lại thấy là cái chảo nhà em, các cái son nồi dùng mà cái phần đáy ấy nó bị đen, thì tự dưng là hôm lại thấy nó sáng dần lên và nó nhìn thấy cả cái inox rất là sáng bóng. Thì em mới lật lại các cái ảnh mà trước em chụp ảnh khi mà em bắt đầu em dùng ấy thì là nó đen, và em mới thấy là ô, máy rửa bát dùng rất là sạch và rất là vệ sinh. Bởi vì là khi mà dùng xong thì nó sẽ có cái chế độ là sấy khô, nó giúp làm sao ạ, đảm bảo vệ sinh của máy rửa bát của mình này, rồi nó khử khuẩn cho mình đấy, cho nên là các cái đồ dùng nhà mình ấy nó sạch, và khi mà mình dùng như vậy thì nó vệ sinh, nó đảm bảo sức khỏe cho chính
chính mình và người thân trong gia đình nhà mình, thì em thích và bắt đầu em chuyển sang em yêu luôn cái máy rửa bát đó. Và ngày nào để mà nói về máy rửa bát em rất là thích luôn đấy. Cho nên là bây giờ thì phải đúng là cái lời cảm ơn phải là cảm ơn chồng em đấy, người mà mang cái máy rửa bát về và cho em dùng. Và cái máy rửa bát này thì em thấy nữa là khi mà quá trình mà em sử dụng hàng tháng ấy, thì nó tiết kiệm nước rất là nhiều, tiết kiệm nước và điện. Đặc biệt là nước ấy, khi bởi vì tháng nào của em cũng được trừ tiền vào cái smart banking. Nhưng mà em để ý từ cái khi mà em dùng cái máy rửa bát nhà em thì ở nông thôn thật, nhưng mà 100% em sử dụng là nước sạch, thì khi mà trừ tiền nước vào thì em thấy là ô nó giảm đi cái tiền nước của mình, chứng tỏ là cái lượng tiêu thụ nước nó được tiết kiệm hơn rất là nhiều luôn. Mọi sinh hoạt thì vẫn diễn ra bình thường, chỉ khác mỗi là có máy rửa bát và không có máy rửa bát thôi. Thì em nhận thấy là cái máy rửa bát này nó giúp tiết kiệm nước và đặc biệt là giúp tiết kiệm thời gian. Với em là một cô giáo mầm non thì hàng ngày em đi làm từ 10 tiếng, cho những hôm có trường có việc bận 12 tiếng, về nhà rồi chăm sóc con rồi đi chợ các thứ đấy. Thì cái máy rửa bát nó giúp em nó là giảm tải được cái công việc của mình. Chứ bây giờ mình vừa công việc xã hội xong về nhà mình lại gọi là đi chợ nấu cơm rồi chăm con rồi dạy con học rồi lại còn dọn dẹp rửa bát các thứ nữa, rất là mất thời gian luôn. Thì cái thời gian rửa bát đó thì em để em có thể là dạy con em học, em có thể để dành ra em chơi với con em hoặc là em chăm sóc chính bản thân mình, em nói chuyện với chồng em nhiều hơn. Và em thấy là có cái máy rửa bát này nó thực sự là cần thiết. Và cái một điều nữa mà em thấy rất là yêu đó là gì ạ? Nó gắn kết được cái tình cảm của mọi người ở trong gia đình. Nếu như trước đây ấy, mình rửa bát, chị em phụ nữ rửa bát ấy, em là bao giờ rửa xong thì lên lên tầng, bao giờ rửa xong dọn xong thì lên. Còn là nếu như những lúc mà mình muốn nhờ chồng rửa bát thì nói là các ông chồng rất là ngại luôn. Ở đây không biết chồng các chị em như thế nào, nhưng mà thực sự để mà nói nhá, nhờ chồng em việc gì cũng làm được, nhưng mà việc rửa bát thì chồng em rất là ngại. Cảm thấy là nhất là ở nhà em ở cùng với cả bố mẹ chồng ở đây ấy, cho nên mình nhiều khi mình nhờ mình cũng thấy ngại, mà nhờ thì chồng cũng thấy ngại. Chồng bảo nhờ anh việc gì cũng được nhưng mà đừng nhờ anh rửa bát, ngại lắm, nhất là mùa đông. Nhưng mà từ khi có máy rửa bát luôn nha, nhiều khi á em chưa kịp nhờ nhưng mà em bận một cái việc gì đấy là chồng em tự giác sắp xếp vào bát vào máy này xong tự giác rửa. Kể cả bọn trẻ con nhà em nó cũng vậy, nó cũng rất là tự giác để nó làm cùng các cái việc đấy mẹ, và nó rất là hào hứng luôn. Và em thấy rằng là cái máy rửa bát này đúng là gắn kết cái tình cảm của mọi người ở trong gia đình ấy. Ngày xưa nếu như mà mình nghĩ là mỗi một lần tổ chức ăn uống trong gia đình ấy, chị em phụ nữ sau làm rất là vui vẻ nhá, sau khi làm xong. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ là ôi ăn xong mà mình phải dọn dẹp một đống bát đũa kia thì rất là ngại. Nhưng bây giờ có cái máy rửa bát Kuchen rồi, có cái máy rửa bát này rồi, thì cái việc là chúng ta tổ chức những bữa liên hoan của gia đình ấy, nó sẽ không còn ngại nữa. Và em từ đầu tiên là phải dùng đến thích, và bây giờ thì yêu luôn cái máy rửa bát này, và thấy rằng là nó thực sự rất rất cần thiết cho các chị em phụ nữ. Nếu như mà nói là cái ô tô ấy là cái người chồng, à người vợ hai của các ông ấy, thì phải nói luôn cái máy rửa bát nó không khác gì là người chồng hai của chị em phụ nữ. Gọi là nó giúp chị em phụ nữ cho chúng ta làm sao rất rất nhiều trong cái công việc ở gia đình của mình, công việc nội trợ của mình, đồng thời thì nó làm cho các cái đồ dùng xoa nồi rồi rổ giá bát đũa trong nhà mình nó sạch hơn rất là nhiều và vệ sinh và an toàn. Chính vì vậy mà ngày hôm nay cái chia sẻ của em thì cũng rất là gọi là một chút thôi, nhưng mà cũng gọi mong muốn là sao nhiều chị em phụ nữ chúng ta hãy tự sắm cho mình cái máy rửa bát này. Bởi vì sao ạ? Phụ nữ sinh ra là để yêu thương đúng không ạ? Phụ nữ sinh ra không phải là để mỗi chúng ta quanh quẩn ở cái gian bếp của chúng ta, quanh vẫn đi về việc nấu cơm và rửa bát. Hãy có một em máy rửa bát này để giúp chúng ta san sẻ hơn các cái công việc ở trong gia đình của mình, cũng như là giảm cái áp lực công việc sau một ngày làm việc rất là vất vả của các chị em phụ nữ. Đấy thì rất mong là các chị em nhá, hãy cố gắng là làm sao ạ? Mỗi chúng ta có một cái máy rửa bát, nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon cơm mà. Cho nên là chị em hãy mạnh dạn có cái máy rửa bát cho mình, thì tự dưng cảm thấy là cái cuộc sống này ấy, nó có rất là nhiều cái điều gọi là vui hơn, rồi những cái điều mà tích cực hơn mà chúng ta mong muốn có thời gian để chúng ta làm. Đấy thì cái ngày hôm nay thì em xin gửi lời chúc đến tất cả các chị em ở trong cái phòng Zoom này, là mỗi người hãy sở hữu cho mình một cái máy rửa bát, cũng như là lan tỏa hơn cái ích lợi của cái máy rửa bát này nhiều hơn nữa cho những chị em ở xung quanh mình, để mọi người chị em phụ nữ ai cũng có cái máy rửa bát này để giúp mình trong cái công việc nhà của mình được tốt hơn.
Và em chúc cho tất cả các chị em là sẽ báo đơn cũng như là sẽ thành công lên sao lên số với cái line hàng Kuchen, với cái dropy mà chúng ta gọi là mọi người càng làm càng yêu giống như em đấy ạ. Và em xin cảm ơn tất cả các anh chị cô chú đã lắng nghe những cái chia sẻ của em ngày hôm nay, và chúc cho cả nhà mình một ngày mới tràn đầy năng lượng và báo đơn nhá. Em xin cảm ơn chị Hạnh ạ. À. Rồi mình bị bất đắc dĩ đúng không? Ai ai mà nhà nào mà có anh xã như nhà chị Hạnh ấy thì hạnh phúc vô cùng luôn. Vì là mình có dùng đâu, mình có mua đâu đúng không ạ? Nhưng anh ấy đã mua về và bắt chị tự bị chị dùng. Nhưng mà em nói thật luôn là cái máy rửa chén Kuchen của mình ấy, máy hai dòng đấy dùng cái nào cũng yêu luôn. Dùng lần ngay lần đầu tiên đã yêu rồi ấy. em cũng đã bán máy rửa chén và khách dùng là khách cũng cũng yêu nó luôn, không chê được ở điểm gì luôn. Từ cái thớt này rồi từ cái đáy nồi ấy nó cứ sạch bóng ấy như mới luôn, rất là thích đấy. Thế nên là cả nhà các chị em ấy, à các anh mà không để ý đến ấy thì mình tranh thủ mấy sắp sắp tới có mấy cái ngày lễ ấy, rất là quan trọng của chị em mình đúng không ạ? Mình gọi chuyện ra xong rồi để cho các anh mua tặng mình luôn đúng không ạ? Đấy là một ý của em thôi ạ. Đấy, cảm ơn chị Hạnh đã chia sẻ cái phần mình trải nghiệm cái máy rửa chén đúng không ạ? Hôm nay em còn một vị khách mời nữa cũng là giáo viên mầm non. Và hiện tại thì chị đang giữ một vị trí nhất định ở Dropy, đó là em mentor một sao. Chị sẽ chia sẻ về về cái bí kíp kinh làm sao mà kinh doanh được cái tốt cái máy rửa chén. Thì em hôm qua em nghe được là chị đã bán được tầm 6-7 cái gì đấy mà trong thời gian rất là ngắn thôi. Chị tham gia Dropy từ tháng 4 năm 2022 mà đến tháng 12 chị đã đạt mentor một sao. Thế là có nghĩa là trong cái khoảng thời gian từ tháng 4 đến đến tháng 12 là chị giữ cái chức vụ cốt 3 sao, là trên 7 tháng mà làm có 8 tháng thôi mà giữ chức vụ cốt 3 sao 7 tháng, thì là chị rất là siêu nhân. Em thấy rất là siêu nhân luôn. Em mọi người có đoán được mentor của chúng ta hôm nay là ai không ạ? Em xin mời chị Nguyễn Hiền nhé. Chị Hiền ơi, chị giơ tay để em post like chị nhá. Rồi. Ok, em chào chị Hiền. À, xin chào tất cả các anh chị em ở trong phòng Zoom ngày hôm nay. Mọi người có nghe Hiền nói không ạ? Là rõ chị nhá. Cả nhà mình ơi, cho mình hỏi là trong phòng Zoom hôm nay là có bao nhiêu chị em là giáo viên mầm non thì cho mình số 8 nhá. Xem thử là trong phòng Zoom của nhà mình hôm nay là có bao nhiêu chị em là giáo viên mầm non nhá. À, cũng tương đối là đông ạ. Và hôm nay là mình rất là vui. À, cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn em Hòa, cũng như tất cả mọi người đã cho mình cái cơ hội để giao lưu và chia sẻ với tất cả các anh chị em ở trên mọi miền đất nước. À, mình xin chân thành cảm ơn nhá. À, các bạn hôm nay là tôi chia sẻ bằng cái cảm nhận của mình, không phải là một cái gì đó mà để là lên một cái phòng Zoom giống như kiểu mà giáo viên đang dạy học sinh ở dưới lớp. Mình chỉ chia sẻ bằng cái cảm nhận chân thật của mình thôi. Thì các bạn có biết không, điều cần thiết nhất và cũng là cái nỗi băn khoăn của giáo viên mầm non nói chung và giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non và tiếp theo là giáo viên cấp 1, thì mình thấy là điều cần thiết nhất đặc biệt ở giáo viên mầm non của chúng ta, thứ nhất, thời gian. Trừ những giáo viên mà chồng làm ra kinh tế thì điều cần thứ hai nữa đó là thu nhập. Cái thứ ba nữa, đặc biệt quan trọng nữa, đó là phát triển bản thân. Bởi vì mình đến với Dropy, thứ nhất là phát triển bản thân, thứ hai thì mới đến thu nhập. Thật sự là như thế. Bởi vì giáo viên mầm non đi từ sáng đến chiều hầu như là rất ít giao lưu và giao tiếp, thậm chí là giao tiếp với môi trường ở bên ngoài. Đó là mình nói thật sự là giao tiếp với môi trường bên ngoài. Sáng đi, chiều về, tối dạy cho con. Và như thế là hết thời gian. Vì thế, hầu như và cái
định kiến của xã hội đối với giáo viên mầm non một cái gì đó rất là khá lớn. Vì thế để khẳng định bản thân mình, để khẳng định bản thân mình ít nhất là ở một vị trí tài năng, thì các bạn hãy cố gắng bằng hết sức mình, làm hết sức mình, làm bằng tất cả đam mê để xem thử cái sức lực và cái năng lực của mình đi đến đâu. Ít nhất là không phải là khẳng định cho ai, mà ít nhất là khẳng định ở bản thân mình, xem thử cái bản thân mình có một cái năng lực gì nữa. Đó là những cái đầu tiên mà mình đến với rugby. Đầu rugby là mình học được cái đó, và cái mục đích đầu tiên của mình là cũng cái đó. Thì hiện đến với mình nói sai chủ đề một chút nhá, nói hơi sai, không đi thẳng vào vấn đề một chút, nhưng mà mình muốn nói như thế này: đã vào đầu rugby, các bạn cố gắng hết mình để ít nhất mình sẽ có một cái gì đó khi bước chân từ phòng Zoom ra khỏi cổng nhà mình đi làm, thì mọi người cũng nhìn mình là giáo viên mầm non đi dạy, rồi cũng có một việc tay ngang, và việc đó rất là tốt. Thì cái đó mình rất muốn truyền cái cảm nhận và cái năng lượng cũng như là cái động lực của mình đến với mọi người, giáo viên mầm non nói chung và công nhân nói riêng. Các bạn cố gắng lên nhá, cố gắng lên. Và cái cơ duyên đến với cái máy rửa bát là như thế này: thực ra là trước năm ngoái là mình làm nhà rất là tốn tiền, thực sự là rất là tốn tiền, và hiện tại mình cũng xin nói thật là mình cũng chưa bán máy rửa bát, chưa dùng máy rửa bát. Nhưng mà khi bán máy rửa bát thì mình tìm hiểu rất là kỹ, mình học sản phẩm rất là kỹ. Thì lần đấy là lần thứ ba là em Hoa mời mình chia sẻ, nhưng mà thực ra là đến hôm nay thì mình mới dám nhận lời, bởi vì với mình không dùng, mình không cảm nhận được là mình sẽ không nhận lời ở bất cứ Zoom mua cả, bởi vì mình phải trải nghiệm cái sản phẩm thì mình mới bắt đầu mới nói được. Thì cái cơ duyên bán máy rửa bát như thế này, vào đầu rugby thì cái sản phẩm đầu tiên là không phải là của chén của mình đâu. Có thể sản phẩm phèo là không phải là của chén, nhưng các bạn muốn đi đường dài, bắt buộc các bạn phải tìm đến những cái lái hàng mà cho mình nhiều điểm bị bó nhất. Thì lái hàng của chén là một cái lựa chọn tối ưu nhất. Bởi vì thứ nhất, đối với cái máy rửa bát thì đó là 12 triệu bị bói. Các bạn bán được 3 cái máy rửa bát thì thu nhập của các bạn cũng rất là tương đối. Và cái thứ hai nữa đó là lên sao và lên số rất là nhanh. Mình cảm ơn mọi người nhé. Tiếp theo là để bán được cái máy rửa bát này, đầu tiên các bạn phải có một cái danh sách khách hàng cụ thể. Bởi vì đối với những cái sản phẩm vừa tiền thì mình có thể là bán đại trà, khách nào mình cũng bán được. Nhưng riêng với máy rửa bát, các bạn chắc chắn các bạn phải tìm khách hàng và tìm đúng khách hàng để mình lên một cái danh sách khách hàng như thế này. Để khi mình đạt gần gần cán đích rồi mà mình chưa đạt, thì một cái kinh nghiệm của mình đó nữa đó là các bạn gọi theo xác suất. Đó là một cái kinh nghiệm của mình đã làm vừa rồi. Nếu không có danh sách khách hàng mà mình gần lên 3 sao hoặc lên 2 sao thì bắt buộc các bạn phải gọi xác suất, bởi vì gọi xác suất tỷ lệ kết quả cũng tương đối nếu mà các bạn chăm làm. Và cái máy rửa bát thì mình thấy như thế này: khách đầu tiên chế đắt đi nào. Chế đắt là việc của khách nha các bạn nha. Chế đắt là việc của khách, còn tư vấn là việc của mình. Mình cứ tư vấn hết mình bằng chắc chắn là các bạn phải học kiến thức rồi, học kiến thức của cái máy rửa bát và tìm hiểu cái USB của sản phẩm máy rửa bát của cô chén và các loại máy rửa bát mà ở bên ngoài thị trường gần nơi các bạn nhất, gần nơi các bạn ở nhất, để các bạn tìm hiểu xem cái máy rửa bát đó và cái máy rửa bát của mình có những cái ưu điểm gì, để khi mà tư vấn cho khách mình phải tư vấn với cái giọng thật chắc mình là một chuyên gia của sản phẩm. Và mùng 8 tháng 3, các bạn ơi, mùng 8 tháng 3 là một trong những cái đợt mà mình dễ bán máy rửa bát nhất nhá. Các bạn theo mình ấy, các bạn nên lấy một cái danh sách khách hàng cụ thể để từ đây đến mùng 8 tháng 3 các bạn có thể là trải nghiệm và từ đó để lấy cảm nhận của mình hoặc là chia sẻ cảm nhận của mình và khách để tư vấn khách hàng. Và cái danh sách mùng 8 tháng 3 các bạn nên lên cụ thể. Mình cũng đã có kế hoạch bán máy rửa bát mùng 8 tháng 3 rồi. Cái danh sách cụ thể là mình sẽ đi theo thứ tự: một là những người mà con nhỏ, đông con, hoặc là thời gian bận, mình sẽ ưu tiên thứ nhất.
Cái thứ hai nữa là bác sĩ nha các bạn nhá, bởi vì vừa rồi mình bán một cái máy rửa bát cho một bác sĩ mà mình không hề quen, mình đưa con đi khám răng, mình đưa con đi khám răng và nói thật là mình hay có cái tính quan sát, vào cái là mình quan sát xem thử nhà họ còn thiếu cái gì, một là bếp này, hai là máy rửa bát này, ba là robot này. Quan sát để xem thử mình có thể bán được cái gì cho họ, chứ không phải là quan sát để làm gì các bạn nhá, đừng có hiểu nhầm nhá. Quan sát để mình xem thử bán được cái gì cho họ. Và mình thấy như thế này, cái nhà bác sĩ đó, một là con rất là đông, ba đứa, ba cháu sinh năm, ba cháu mà 3 năm liên tiếp chưa có máy rửa bát. Và trước đó họ dùng máy rửa bát của nhà mẹ chồng, đó là máy rửa bát Bosch đó, hãng Bosch. Và mình sau khi làm răng cho con xong thì mình cũng không không hề mời họ mua hàng đâu, không hề mời khách mua, mà mình chỉ nói như thế này: nếu làm việc với tần suất như thế này, con đang còn nhỏ nữa, thì em nên là rút ngắn thời gian ở những công việc nhà, mà đặc biệt đó là chuyển bếp núc đó. Thì sau đó là mình mời họ vào Facebook cá nhân của mình. Tất nhiên khi xem Facebook cá nhân của họ thì mình cũng chia cho họ cái giá trị khi đã, cho họ cái giá trị của, ví dụ như khi họ đăng bài họ bác sĩ, chắc chắn là cái phần đưa hình ảnh lên, đưa hình ảnh của họ lên Facebook cũng là một cái mà mình trao giá trị cho họ, là khi mình học qua marketing không đồng rồi thì cái hình ảnh đưa lên thì mình sẽ có kinh nghiệm để tư vấn cho họ là đưa lên như thế nào là cách tốt nhất. Và sau đó là khi mà mình đã coi Facebook của họ rồi thì mình mời họ về Facebook của mình xem, và khi đó họ đã xem cái máy rửa bát mà mình làm video, mình không hề mình chưa sử dụng nhá, nhưng mà các bạn tải hình ảnh về, các bạn làm một cái video. Làm video là một trong những cái cách mà nhiều người xem và nhiều người tương tác nhất, và đó cũng là một trong những cái mà mình tìm hiểu xem là ai like bài của mình, ở trong cái bài của mình đưa lên thì những người mà like bài họ comment thì chắc chắn rằng họ sẽ cũng quan tâm đến cái sản phẩm mà mình đưa lên. Thì đó là cũng một cái cách mà các bạn lưu ý để trong quá trình mình bán hàng, để khỏi để mất khách là mình tiếc nhá. Cái thứ hai nữa, họ khi mà khách chê đắt thì các bạn cố gắng cũng đừng có đưa ra giá trước, mà xem thử là hỏi họ xem là đã trước đó đã tìm hiểu về cái máy rửa bát gì chưa, và sau đó cũng đừng vội, nếu mà mình chưa dùng, đấy là trường hợp của mình là mình chưa dùng máy rửa bát nhá, chưa dùng thì khoan vội trả lời bất cứ điều gì, mình phải tìm hiểu xem cái máy rửa bát bốt đó và cái máy của mình, thì chắc chắn rằng mình sẽ đưa ra cái so sánh. Thì khi tối mình cũng gọi điện cho họ để xin cái cảm nhận của họ, nhưng mà họ không nhắn tin, họ chỉ gọi điện như thế này: họ gọi điện và họ nói về cái máy rửa bát bốt. Thì mặc dù là cái thông số của họ là cái độ ồn có thể là nhỏ hơn, nhưng mà khi trong quá trình sử dụng thì cái độ ồn của nó rất là tương đối rất là lớn. Cái thứ hai nữa là họ nói, đấy là họ nói thôi, cho mình cũng không cảm nhận được, mình bởi vì mình chưa dùng, mà cái nơi mà đổ nước rửa vào và muỗi vào thì nó cũng khác. Họ chỉ nói là bên mình hiện đại và gọn tiện nhanh hơn, thì họ chỉ chia sẻ như thế, còn tin nhắn là họ không nhắn tin, họ chỉ gọi điện như thế thôi. Thì đó là cũng một trong những cách để mà mình khi tư vấn cho khách mình sẽ đưa ra cái so sánh nhanh hơn, và ghim trong đầu mình là khi mà họ chế đắt là chỉ chế đắt với bot thôi, còn những cái sản phẩm khác mình bỏ qua, không phải là đối thủ đó. Cái tiếp theo nữa, cái sản phẩm của mình, của chén của mình là cái sản phẩm mà độc quyền, có công ty của chén Việt Nam là độc quyền, còn ở cái sản phẩm của máy rửa bát của hoặc là cái hãng của bot thì hầu như là không độc quyền mấy, không độc quyền, mình khẳng định như thế. Và có rất là nhiều giá khác nhau, có rất nhiều giá khác nhau. Cái này thì mình chỉ tìm hiểu trên mạng là mình thấy như thế thôi. Sáu sáu dàn hàng thì sẽ có những cái giá khác nhau, bởi vì mình không đi sâu vào. Nhưng mà riêng với cô chén của nhà mình thì chỉ có một giá duy nhất đó, một giá duy nhất cũng là cái khẳng định thương hiệu của mình là không phá giá, và trên trên cả nước là chỉ một giá duy nhất, không có giá thứ hai. Đó là những cái mà mình cảm nhận được sau khi mà mình bán máy rửa bát. Cảm ơn cả nhà đã nghe Hiền chia sẻ. Mình xin kết thúc phần chia sẻ của mình ở đây nhé.
Xin cảm ơn. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị Hiền ạ. Chị Hiền ơi, em thấy ca có chị xin link Facebook của mình ấy, thì chị có thể chị vui lòng chị copy cái link Facebook và chị chia sẻ lên khung chat để cho các chị tương tác chị nhá. Các bạn ơi, một trong những cái mà mình khách hàng nhanh biết tới mình nhất đó là các bạn thường xuyên làm video nhé. Làm video, chán làm video, buồn làm video, vui cũng làm video. Các bạn chú ý là một một ngày các bạn làm video một lần nhé, để cho lượng tương tác khách hàng tương tác với mình và biết đến mình nhiều nhất. Mình xin hết nha, sau đấy là mình sẽ chia sẻ cái đường link Facebook của mình lên khu chat. Vâng ạ, em xin cảm ơn chị Hiền ạ. Chị Hiền chia sẻ rất là chi tiết đúng không? Từ cái phần mà mình động viên chúng mình lên kinh doanh rồi là kiên trì để lên sao lên số đúng không? Chị bán em đọc trên khung chat Tấn Hòa nhắn là chị bán rất là siêu, 6 tháng mà chị bán muốn doanh số 1 tỷ Puchen. Riêng riêng sản phẩm Puchen thôi nhé, chưa tính đến các sản phẩm khác. Hôm nay thì cái Zoom của mình rất là có duyên với các giáo viên. Em vừa bắt cóc được một chị em vừa bắt cóc được một chị là cũng là mentor 1 sao, là giáo viên và bán Puchen rất là siêu siêu đỉnh luôn đấy. Nên sẽ chia sẻ thêm cho với chúng mình về cái phần kinh doanh và trải nghiệm tại sao lại nên 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 dùng cái máy rửa chén Puchen cả nhà nhé. Em xin mời chị Lê Giang ở Lâm Đồng ạ. Bắt công rất là nhanh đúng không ạ? Nghe nghe chị nói rõ không em? Em nghe chị nói rõ chị đang nhé. Thực sự là bị bắt cóc, bị bắt cóc lên đây khá là bất ngờ ấy. Vừa rồi, rồi nghe chị Hiền chia sẻ thì đúng là thực sự là quá ngưỡng mộ chị luôn. Em cũng là một giáo viên, em sao nhỉ? Em cũng là một giáo viên và làm bán hàng dropshipping thì cũng cũng rất là lâu rồi, và bén duyên với Kuchen thì cũng mới chỉ tầm khoảng tháng 5 thôi, bắt đầu từ tháng 5 2022 bắt đầu mới dám dấn thân sang bán hàng Kuchen. Trước kia thì mình cũng nghĩ là mình không chắc là mình không bán nổi hàng Kuchen đâu, bởi vì đấy là do mình nghĩ, mọi người cứ cứ tự mình nghĩ là chắc mình không bán được hàng Kuchen đâu. Thế là cứ đăng bài bán xong rồi có bán được đâu, thực sự là đăng bài rất là nhiều. Em đăng đăng bài bán robot rồi bán những cái sản phẩm của Kuchen trước đây rất là nhiều, nhưng mà mình đăng nhưng mà mình cứ trong đầu mình cũng nghĩ là đăng thì không ai hỏi, mình cũng nghĩ là chắc mình không bán được đâu, bởi vì cái hàng giá trị nó rất là cao như vậy, rồi mình không có bán được đâu. Lúc đầu mình cũng nghĩ như vậy, và thực tế kết quả là mấy năm trời không hề bán hàng Kuchen. Thì đến tháng 5 2022 ấy, thì như những lần lên Zoom khác em có chia sẻ, là tự nhiên chồng em nói là anh cho tiền mua máy rửa bát nhá. Thì trước đấy rất là nhiều lần rồi, anh đi nhà bạn bè, anh thấy nhà bạn bè anh có, thì nhiều lần anh về anh nói là cho tiền mua máy rửa bát nha. Thì mình nói là ở hâm mà vợ ăn về nhà trông con, tao hồi đó em chưa đi dạy, ăn về nhà trông con mà không lẽ bát không rửa được mà phải mua máy rửa bát. Thì mặc dù trên kệ có máy rửa bát thật, và bản thân em lúc đó đã là code một, đã là code 3 sao rồi, một một đứa code 3 sao của Dropbee mà chồng cho tiền mua máy rửa bát, trên kệ có máy rửa bát mà không tìm hiểu đâu mọi người, bởi vì mình nghĩ nó là một cái thứ gì đấy xa xỉ, nó là một cái thứ gì đấy mà nó không phù hợp với mình đấy, trong đầu cứ nghĩ như vậy mọi người. Thế là cứ đi bán những cái hàng nhỏ nhỏ thôi, rồi đại lý của mình cũng đi bán những cái hàng nhỏ nhỏ như vậy. Thế là tự nhiên một ngày đẹp trời, anh chồng anh nói vậy và tự nhiên mình đã đồng ý. Không biết sao mình hôm đó mới lại đồng ý là thôi mua máy rửa bát đi. Đến khi mua máy rửa bát về vẫn không tìm hiểu gì đâu mọi người, mười mấy ngày chờ máy rửa bát về, tại vì lúc đó giao hàng chậm lắm mọi người, không được nhanh như bây giờ đâu. Em nhớ là 14 ngày mới nhận được máy về, không tìm hiểu, chưa hề coi một cái video nào training về máy rửa bát luôn. Bắt đầu khi chiều hôm đấy nhận máy rồi, không biết xài làm sao, không biết lắp làm sao hết. Thế là tự gọi thợ lắp xong rồi, lúc đó bắt đầu lên YouTube coi những cái video về về máy rửa bát của bên Kuchen mình training ấy. Trời ơi, thầy tuyệt vời quá mọi người. Xong bảo thôi để mình xài thử xem, mình cảm nhận xem mà có đúng như là training anh Lâm rồi mọi người hay nói không. Thế là xài đâu được khoảng mấy ngày thôi mọi người,
xài đâu được khoảng mấy ngày là bị chinh phục hoàn toàn. Và trong tháng 5, em nhớ là trong tháng 5, chỉ sau có mấy ngày em sử dụng thôi, là em bán luôn hai cái máy rửa bát trong một tháng đó luôn. Và từ những ngày tiếp theo như vậy, thì cứ hàng ngày mình sử dụng, rồi mình quay video, mình quay video, rồi ngày nào mình cũng đăng lên Facebook thôi. Thế là cũng không biết tại sao mà những người người lạ khác ấy, người ta hỏi những cái hội trên những cái hội nhóm là máy rửa bát như thế nào, thì mọi người cứ tăng tên mình vào, thì khách hàng họ cũng vô Facebook mình họ coi ấy, thì họ thấy mình đăng nhiều video về máy rửa bát, rồi mình cũng quay video mình chia sẻ trực tiếp mặt mình chia sẻ về máy rửa bát này. Thế là em bán được khá là nhiều máy cho khách lạ, và tiếp sau đó thì mình chốt được rất là nhiều những cái đơn hàng máy rửa bát cho khách lạ luôn, hoặc là những người mà gần như là mình không bao giờ nghĩ, mình tưởng tượng ra là họ sẽ mua máy rửa bát của mình hết. Và đến thời điểm hiện nay thì tất cả những cái khách hàng mà đang sử dụng máy rửa bát Kuchen mà do em và đại lý của em bán ấy, thì phản hồi đều rất là tốt. Và mọi người có thể mạnh dạn bán máy rửa bát bởi vì có rất là nhiều bằng, có rất là nhiều tấm gương, rất là nhiều đại lý dù chưa sử dụng, chưa có điều kiện trải nghiệm sử dụng máy rửa bát nhưng mà vẫn bán rất là siêu, giống như chị Hiền vừa chia sẻ đúng không mọi người đó. Cho nên là mọi người cứ mạnh dạn nhé, bởi vì em đang nghĩ như thế này này, cũng giống như em thôi, tức là cái suy nghĩ trước kia của mình ấy, tức là trước kia là mình chưa hề nghĩ đến cái máy rửa bát nó là như thế nào, mình chưa tìm hiểu gì hết. Đây em là đại lý Rabi đây, em còn từ chối sử dụng máy rửa bát, thì đừng nói đến việc là khách hàng của mình, người ta mới nghe máy rửa bát lần đầu, cái việc người ta từ chối, cái việc người ta chưa nghĩ cái máy rửa bát nó là cần thiết, đó là điều hoàn toàn bình thường nha mọi người ha. Nhưng mà mình cứ chia sẻ ha mọi người ha, mình cứ chia sẻ đến một ngày đẹp trời nào đấy, người ta quá mệt nhìn thấy cái đống bát đũa, người ta quá mệt mỏi rồi đúng không? Người ta bận rộn này kia, tức là phải đúng người đúng thời điểm mọi người. Đến một ngày đẹp trời nào đấy, họ sẽ bán cho chị cái máy rửa bát chẳng hạn. Đó. Cho nên là mọi người hãy cứ kiên trì nhé. Mình hãy cứ kiên trì, mình sẽ thay đổi cái suy nghĩ của khách hàng. Chứ tức là mình nói bán những cái sản phẩm nhỏ nhỏ đúng không? Mình còn tư vấn ngược, tư vấn xuôi mới bán được. Cho nên là bán máy rửa bát cũng vậy, nó là một cái hàng giá trị rất là lớn. Cho nên là khi mình đủ tự tin đấy mọi người, khi mình đủ tự tin, mình tin vào sản phẩm, mình tin vào bản thân mình, thì mình chắc chắn là mình sẽ bán hàng rất là tốt, và đặc biệt là line hàng của Kuchen. Bởi vì bản thân em đã sử dụng rồi, cho nên là hoàn toàn tin tưởng và thực sự là bị chinh phục bởi máy rửa bát đó mọi người. Trước kia đó mọi người, mình ví dụ nhiều hôm nhà mình có khách ấy, thì mình rửa một mẻ máy rửa bát, còn lại thì mình rửa bằng tay. Nhưng mà bây giờ là sau khi một xài một thời gian, bắt đầu mình biết là mình rửa không sạch bằng máy á mọi người, với lại rửa bằng tay xong mình lại phải úp ra một cái rổ, xong mình chờ nó khô xong rồi mình mới cất lên. Thực sự là mình nghĩ đến cái công đoạn đấy mình rất là ngán, và nghĩ đến ngày nào anh Lâm anh cũng nói là cái rẻ rửa bát nó rất là dơ, cho nên là gần như là em không rửa cái gì luôn á mọi người, em không rửa cái gì hết, nhiều bát quá em rửa hai mẹ. Em xếp em đó, em chờ rửa xong em sẽ bỏ bát ra và em rửa tiếp mẹ nữa. Tức là khi mình xài máy rửa bát đến cái độ mà không muốn rửa tay, không hề muốn rửa tay một xíu nào luôn đó mọi người. Đó, cho nên là thực sự máy rửa bát rồi nó cũng sẽ thành trend, thành xu hướng giống như máy giặt đó mọi người. Tại vì em thấy ai cũng vậy thôi đúng không? Đi đến nhà ai đấy thấy nhà người ta có máy rửa bát. Mình cũng phụ nữ thì đảm bảo gần như 100% nhà ai phụ nữ chả phải rửa bát, được mấy nhà mà ông chồng rửa cho đâu đúng không? Cho nên là tự nhiên mình đến nhà ai thấy có máy rửa bát mà nhà mình chưa có, mình cũng mong muốn, mình cũng khao khát là mình sẽ có máy rửa bát đúng không mọi người? Cho nên là cái thị trường máy rửa bát nó còn rất là rộng, thực sự là máy rửa bát nó còn rất là rộng đúng không mọi người? Em cảm nhận được điều này rất là rõ, bởi vì em ở Bảo Lộc Lâm Đồng, các đại lý ở Bảo Lộc Lâm Đồng tụi em bán máy rửa bát rất là siêu, bởi vì cái thị trường máy rửa bát đây nó còn mới tinh luôn đó mọi người, nhiều người chưa hề biết về sự có mặt của máy rửa bát trên đời này luôn ấy, cho nên là cái thị trường nó còn rất là rộng, còn rất là lớn, cho nên là không lý gì mà mình lại không triển khai cái mảng bán máy rửa bát cả, cho nên là
Và minh chứng là tụi em và đại lý của em bán được rất là nhiều máy robot ở riêng thị trường Bảo Lộc thôi nha mọi người nha. Chưa nói những cái thị trường, em không biết những tỉnh khác như thế nào, nhưng mà ở Bảo Lộc á, thực sự mình rất là hạnh phúc khi mình đi đâu đấy, mình thấy mình đến đến nhà ai để chơi, mình thấy những người ta có máy robot, đặc biệt là thấy máy robot Kuchen là tự nhiên mình thấy rất là hạnh phúc nhá, thấy cực kỳ hạnh phúc luôn đó mọi người. Rồi người này họ cứ hỏi người kia thì giới thiệu ra như vậy đó. Em không biết mọi người sao nhé, em đi bán hàng em không gặp những trường hợp mà khách khách hỏi máy máy bốt hay là những cái máy khác đó. Em toàn gặp những khách mà họ thấy em là đầu tiên, họ họ thấy máy Kuchen là đầu tiên, em không biết sao nhé. Đó, thế là cứ mình giới thiệu, thế là họ đồng ý thôi, họ cũng chẳng so sánh là ở máy bốt hay là máy nhà kia, gần như là em không gặp những trường hợp đấy luôn ấy. Cho nên là hôm nay thực sự là lên Zoom khá là bất ngờ ấy, cũng chưa chuẩn bị được nhiều, cho nên là muốn giới thiệu với mọi người về để mọi người có thể tự tin bán máy robot. Như chị Hiền nói hồi nãy, thực sự nếu như mọi người muốn đi dài lâu với Dropby thì mọi người nên chọn những cái sản phẩm mà doanh số lớn ấy, thì mình sẽ giữ được cái mức mình lên sao, mình giữ được sao, nó sẽ dễ dàng, nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều so với mình đi những cái sản phẩm mà nó ít b-boy ấy. Cho nên là gần như team của em là cũng bán đa dạng mặt hàng lắm. Thực ra thì cái gì cũng bán, nhưng mà vẫn đi Kuchen là chính. Bởi vì mọi người biết đó, bán một cái máy robot 12 triệu boy đúng không? Bán những cái khác bao, trời ơi, đi nhặt bao nhiêu đơn, đi nhặt bao nhiêu khách mới lên được ngần đấy. Tại vì đấy là cái chia sẻ của em. Hy vọng là chương trình thì đằng sau còn rất là dài, cho nên là chúc cho mọi người sẽ thêm động lực, để thêm tự tin, chúc cho mọi người sẽ bắt đầu tốt nhất với lại là hàng Kuchen nếu như mọi người chưa bắt đầu, và chúc cho mọi người đã bán hàng Kuchen thì sẽ tự tin vững bước, truyền động lực cho những đại lý chưa bán được hàng Kuchen nhé. Xin chào và gửi chương trình lại cho MC nhé. Vâng ạ, em xin cảm ơn chị Giang ạ. Bắt cóc nhưng mà chị không cần phải chuẩn bị gì đúng không? Máy rửa bát là nó ở trong đầu mình rồi, ở trong tâm, ở trong tim của mình rồi đúng không ạ? Quá là nghiện luôn. Hôm nay thì Zoom này, thứ nhất này, em thấy là rất là duyên với các chị giáo viên. Thứ hai là em thấy các chị có những anh chồng quá là tâm lý luôn. Kiểu ngưỡng mộ luôn ấy. Cả nhà thả bông thả hoa để cảm ơn chị Lê Giang và hai chị đã chia sẻ nhé. Em xin hỏi ở Zoom mình có ai còn muốn chia sẻ về máy rửa chén không ạ? Ai tâm đắc về máy rửa chén và muốn chia sẻ không ạ? Em mời chị, các chị giơ tay lên để em mời em spotlight lên nhé. Có anh chị nào muốn muốn chia sẻ, mình có máy rửa chén rồi, mình đã trải nghiệm ấy, mình muốn chia sẻ một chút về máy rửa chén không ạ? Mình tự tin lên, Zoom này cũng không phải là Zoom lớn ấy, thế nên là mình tự tin lên mình chia sẻ thì có lần đầu tiên sẽ có những lần tiếp theo ạ. Bán được một cái cũng chia sẻ được, không vấn đề gì. Thì em máy rửa chén này em chốt sale sau, em bán được con robot và em bảo là nhà sạch rồi, nhà sạch thì mát rồi, thế nhưng mà bát thì chưa sạch đâu. Bát thì phải có bát sạch nữa thì mới ngon cơm, gia đình mới hạnh phúc. Thế là em chốt luôn một cái máy rửa chén thôi. Đơn giản chỉ có vậy đấy. Mình cứ gieo trước đi, ai người ta quan tâm thì mình cứ gieo trước đi, sau đó thì là mình chốt sale sau thôi đúng không ạ? Không có anh chị nào muốn chia sẻ ạ? Thế thì em mời anh mentor Tiến Thịnh. Anh sẽ chốt chương trình này. Rồi là sẽ nói qua về cái tiềm năng thị trường, những cái chiến lược kinh doanh máy rửa chén trong thời gian tới nhé. Vì em thấy cái thị trường máy rửa chén thì bây giờ hiện tại thì máy rửa chén ở các gia đình rất là ít. Thì dần dần là mình không bán thẳng thì mình bán trả góp đúng không ạ? Em thấy Kuchen rất là hỗ trợ mình rất là nhiều luôn. Đó. Em xin mời anh Thịnh ơi, anh giơ tay lên giúp em với cho em. À đây rồi, em nhìn thấy anh rồi. Rồi, xin chào MC Quỳnh Ngọc. Xin chào tất cả anh chị em trong phòng Zoom ngày hôm nay nhé. Thì thực sự hôm nay là một buổi rất là vui. Tại vì thú thật với anh chị là hôm nay là lần đầu tiên hai vợ chồng làm chương trình cùng nhau.
Thì thú thật là chị Hoàng Anh, vợ của mình, thì cũng có chia sẻ về cảm nhận sử dụng máy rửa bát Kuchen. Thì đúng như trước tiên là cũng cảm ơn ekip anh Tấn Hòa dậy sớm để một Zoom này. Thứ hai nữa là cảm ơn ekip MC thể lực của chị Thuật này, MC Mục Tiêu chị Linh. Cảm ơn chia sẻ của chị, cảm nhận sử dụng của chị Hạnh này. Rồi cảm ơn chia sẻ một cái nội dung mà rất là đặc sắc của chị Hiền và của chị Giang. Đó, hai chị là đều có những cái kinh nghiệm và chia sẻ bán máy rửa bát Kuchen rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Thì bản thân ấy là chị cũng hiện tại là mentor 1 sao tại Dropy và tham gia từ tháng 1 2022 đến nay. Thì bản thân mình cũng chọn cái line hàng Kuchen kinh doanh. Đó, thì thú thật với chị em là mình mua máy rửa chén Kuchen là từ tháng 6 2022, tại vì mình đặt mục tiêu là Y7 để được đi du lịch Đài Loan, đúng không? Thì mình phải chạy làm sao là từ tháng 1 đến tháng 6 bắt buộc phải lên 3 sao. Đấy, cho nên là mình bán hàng các kiểu. Đấy, bán các cái sản phẩm khác nhau ấy, nhưng mà bán nhiều nhưng mà cuối cùng điểm nó cũng không được cao. Đấy, cho nên là mình phải tính làm sao đến tháng 6 bắt buộc là mình phải đủ cái tiêu chuẩn là lên 3 sao lần đầu tiên, và sau đấy thì duy trì liên tục đến tháng 12 2022 để mình đạt Y7 để đi du lịch Đài Loan cùng với công ty cho đi du lịch. Thì những cái mục tiêu đấy của mình là đạt, cho nên là với la hàng của Kuchen thực sự là cho mình rất nhiều cái điểm voi đấy. Rồi không những là bản thân mà anh chị em trong nhóm, có những chị tháng đầu tiên vừa mới vào đấy cũng bán được máy rửa bát đó, rồi là cũng đạt 1 sao đấy. Có những chị tháng đầu tiên doanh số cũng rất là tốt đấy, rồi dần dần rồi 2 sao rồi 3 sao đó. Cho nên là như chia sẻ của chị Hiền rồi chị Giang rồi tất cả những anh chị em ở trong Zoom hôm nay ấy, thì cái tiềm năng của máy rửa bát là rất là lớn, đúng không ạ? Và những giá trị của máy rửa bát thì rất là lớn. Chính vì thế cho nên là anh chị là thứ nhất là nên trải nghiệm nó, tại vì là cái nhiều như chị Hiền rồi chị Hạnh rồi chị Giang đã chia sẻ quá nhiều giá trị. Bây giờ cuộc sống rất là bận rộn đấy, mình phải dành thời gian để chăm sóc bản thân mình, đúng không ạ? Chăm sóc bản thân mình đó, cho nên là các anh, nếu mà các anh hiểu như là chồng của chị Giang ấy, đúng không, thì bảo là mua về như bản thân mình thế, thì cũng mua về thì mới đầu vợ cũng sót tiền lắm, nhưng mà thực sự khi mà dùng các chị thì đam mê luôn. Như vợ, như chị Hạnh thì gần như là ngày nào cũng chụp ảnh và quay video để đăng bài, và nhờ mà chụp ảnh đăng bài liên tục như thế. Thì trước Tết thì nhà mình cũng bán máy rửa bát Kuchen cho một người em. Thì bản thân nhà bạn đấy thì hai vợ chồng sang đấy thì cũng đặt một bộ vest, nhưng mà bạn ấy chỉ cần mở lời ra quan tâm đến máy rửa bát rồi đang tìm hiểu, thế là tư vấn thôi, thế là bạn ấy chốt. Đấy, cho nên là việc bây giờ cái chuyện mà nhu cầu dùng máy rửa bát thì nó như là máy giặt. Đấy, như máy giặt và không thể thiếu trong gia đình trong thời gian tới. Nó đảm bảo rất nhiều cái tác dụng, đảm bảo vệ sinh, rồi là sạch sẽ, khô thoáng, phòng bệnh. Đấy, cái rẻ rửa bát thậm chí là nó còn bẩn hơn cả lavabo nhà vệ sinh á, nếu người ta cấy vi khuẩn ấy. Đấy, tại vì nào là thực phẩm chín, thực phẩm sống, rồi là các loại hóa chất rồi độc hại, tồn dư tồn đọng đấy. Đấy, cho nên là chị em hãy trải nghiệm, nói trải nghiệm, nên trải nghiệm và sử dụng máy rửa bát, và cái tiềm năng thị trường của máy rửa bát rất là lớn trong tương lai. Chính vì thế cho nên là như chị Giang chia sẻ đấy thôi, ở những có những vùng người ta không biết là trên đời này có tồn tại máy rửa bát đấy, cho nên là mình hãy năng chia sẻ, và như chị Hiền cũng đã chia sẻ với chị em là mình hãy lập danh sách và mình hãy gieo, đúng không ạ? Mình hãy gieo để mình có xác suất đấy, cho nên là anh chị em mình cố gắng
là thứ nhất là mình làm đúng theo những gì mà công ty hướng dẫn, đúng không ạ? Thì mình sẽ là có xác suất để bán được hàng. Và cái line hàng full chain là một line hàng mà đem rất nhiều cái điểm point, đúng không ạ? Và hoa hồng. Đấy, cho nên là như bản thân mình và chị em, anh chị em trong nhóm của mình thì cũng chọn line hàng full chain là một sản phẩm, là một line hàng sản phẩm chiến lược để kinh doanh và duy trì sao số rất tốt. À, đặc biệt là từ tháng 2 này, điểm của khi lên sao 1 sao, 2 sao, 3 sao là lên rồi, đúng không ạ? Thì cho nên là chọn full chain là hàng chủ lực để mình gọi là, tại vì là đây là sản phẩm gia dụng trong gia đình, rất rất nhiều sản phẩm, mỗi gia đình đều có nhu cầu sử dụng và những sản phẩm đấy là rất thiết thực. Chính vì thế cho nên là mình rất dễ tư vấn, đúng không ạ? Kể cả đơn giản như là cái máy xay đa năng, xay thịt đa năng, đúng không? Rồi nồi chảo, bếp, rồi robot, rồi máy rửa bát, rồi máy giặt, rất vân vân, rồi máy lọc không khí. Thì với cái thị trường tiềm năng như vậy thì không có cái lý do gì mà chúng ta là chọn không chọn full chain là hàng chủ lực để chúng ta kinh doanh trong thời gian tới, để chúng ta lên sao lên số dễ hơn và duy trì cái điểm để chúng ta đạt các cái thành tích 3 sao rồi là 1 sao, 2 sao, 3 sao. Và đặc biệt là chúng ta năm nay thì có rất nhiều chương trình đi du lịch, đúng không ạ? Đó. Thì hôm qua đã có thông báo của Kuchen là về chương trình du lịch với máy ép chậm, đúng không? Để đi Thái Lan, đúng không ạ? Thì chúng ta năm nay chúng ta sẽ đặt mục tiêu chúng ta đi châu Âu, đúng không ạ? Thì đi châu Âu thì các anh chị mà chưa đi lần du lịch nước ngoài lần nào thì chúng ta có duy trì E7. Thì E7 thì chúng ta sẽ cần có những chiến lược chọn sản phẩm. Đó, cho nên là ok rồi. Thế nhờ anh Tấn Hòa chia sẻ là cái slide về điểm của máy, của các loại máy nhé, ví dụ máy rửa bát này, để các anh chị có thể cảm nhận được là điểm như nào. Đó, ví dụ trên Dropy hiện tại thì là có hai dòng máy là 80354 và 80383. Thì giá thì 27.900.000 là một cái thứ hai, đấy là 29.900.000. Thì đôi khi thực ra thì mình nhìn vào giá mình cứ tưởng là cao, nhưng thực chất là nó không cao tại vì mình dùng hàng chục năm. Đấy, thì chia ra thì nó cũng rất chi là rẻ thôi. Thứ hai nữa là mình phải nhìn vào cái tiềm năng. Thứ nhất là về lên sao lên số giữ điểm này, lợi nhuận này. Đấy, lợi nhuận ví dụ như một cái máy là 27.900.000. Đấy, nếu mà bán được 3, ví dụ như là chiết khấu là anh mình được gần 7 triệu rồi. Còn nếu ví dụ như là cái dòng mà 80383 ấy thì mình đã được gần 7.500.000. Thì ví dụ mình lên 1 sao thì mỗi cái sản phẩm mình chỉ cần bán 3 chiếc thôi. Đó, bán 3 chiếc là mình cũng lên 1 sao rồi. Đó, thứ hai nữa là 2 sao là khoảng 6 cái và 3 sao là khoảng 12 cái. Cho nên là anh chị em mình bán và hệ thống đội nhóm của mình, trong nhóm của mình triển khai là hàng của Chen thì rất tiềm năng. Đó, cho mình cũng dễ tư vấn. Cho nên khi đấy các anh chị hãy cố gắng học về sản phẩm nhé. Để chúng ta lên sao lên số. Và bên Cu Chen thì có hỗ trợ trả góp nhé. Hỗ trợ trả góp. Đấy, hỗ trợ trả góp thì có thể là 3 tháng, 6 tháng, rồi 9 tháng, rồi 1 năm. Thì tính ra mỗi tháng các anh chị nếu mà có ngày giảm một lúc thì rồi đây chờ một chút nha. Đấy, thì anh Tấn Hòa trả góp một chút này. Thì với ví dụ một cái sản phẩm 29.900.000 thì chúng ta trả nếu thì nó sẽ có một chút phí gọi là phí quẹt thẻ bên ngân hàng người ta thu, rồi phí dịch vụ chuyển đổi. Cho nên là trả tiền lãi thì ví dụ như là tại vì là khi cái việc mà trả góp này là thông qua ngân hàng. Đó, cho nên các anh chị sẽ trả qua thẻ tín dụng. Và tất cả những anh chị mà muốn trả góp được phải có thẻ tín dụng nhé. Thẻ tín dụng thì các anh chị có lương rồi, các anh chị mở cũng rất dễ thôi. Thì các anh chị liên hệ với ngân hàng mà mình đang sử dụng ấy thì các bạn đấy sẽ mở cho. Đấy.
thì ví dụ như là các bạn ví dụ trả góp trong vòng 3 tháng thì tiền lãi thì đâu đấy được khoảng hơn 1 triệu thì nó vào thì khoảng hơn 31 triệu một chút. Đấy. Mỗi tháng trả hơn 10 triệu. Còn nếu ví dụ như có những trường hợp mà các anh chị muốn trả 1 năm thì tháng trả khoảng 2 triệu 6, 2 triệu 7, gần 2 triệu 7. Đấy, tiền lãi thì khoảng hơn 2 triệu. Thì thực ra thì hơn 2 triệu chia ra 12 tháng, mỗi tháng là 200 nghìn. Thì nó cũng rất chi là nhẹ nhàng thôi. Đấy, thì cũng để cho mình trải nghiệm và giúp mình là có những dành thời gian ấy. Mình dành tài khoản ngân hàng. Đúng rồi ạ. Các anh chị, thứ nhất là mình phải có tài khoản ngân hàng. Khi mình kinh doanh Dropee thì các anh chị có tài khoản ngân hàng đúng không? Để công ty Dropee dandelion chuyển khoản thanh toán tiền hoa hồng cho anh chị đúng không ạ? Thì khi đấy các anh chị có thể là ra cái chi nhánh gần nhất ấy, để các anh chị liên hệ mở cái thẻ tín dụng. Thì khi đấy thì mấy tín dụng là cái thẻ có thể là cho mình tiêu âm đấy. Đấy, ví dụ các anh chị có thể bảng lương đến đâu đấy người ta sẽ có thể là mở cho mình cấp cho mình thẻ tín dụng. Thì sau đấy thì là mình bên Qchain khi mà các anh chị lên đơn hàng ấy là ví dụ như là trả tiền mặt, sau đấy thì ghi vào mục ghi chú đấy là trả góp. Sau đấy thì các bạn bên Qchain sẽ hướng dẫn thêm cho anh chị làm thủ tục nhá. Đó. Thì nói chung là với cái dòng máy rửa bát này ấy thì thực sự là mình có điểm rồi có chiết khấu rất là tốt. Đó. Thì với cái miễn phí giao hàng toàn quốc. Đó. Cho nên là hiện tại bên Qchain thì có những đại lý là đối tác để lắp đặt trên toàn quốc và bảo hành toàn quốc, cho nên các anh chị cứ yên tâm. Thực sự là bên Qchain thì luôn luôn là sẽ đồng hành cùng các anh chị, tại vì là sản phẩm bảo hành rất là lâu và luôn luôn lấy chữ tín và cái chất lượng của sản phẩm lên hàng đầu. Hiện tại thì anh Lâm đang đi công tác ở châu Âu, thì đợt này có thể anh sẽ mang về Việt Nam khoảng tầm 15 đến 20 sản phẩm hàng đầu thế giới cho line hàng Qchain để chúng ta có thể kinh doanh tốt hơn. Đó, cho nên là với những sản phẩm máy rửa bát này thì miễn phí giao hàng lắp đặt toàn quốc, miễn phí lắp đặt toàn quốc, cho nên là các anh chị hãy trải nghiệm nhé, hãy trải nghiệm. Thì khuyên chân thành là thực sự khi mà trải nghiệm sản phẩm rồi thì cảm nhận lúc đấy thực sự là tuyệt vời, cảm giác như là cuộc sống của mình nó thăng hoa lên ấy. Mình dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, cho công việc kinh doanh Dropee nhiều hơn. Thì khi đấy anh chị em mà có cái máy rửa bát ấy thì các anh chị quay video live stream rồi các chị làm video đăng lên đều, thì mình sẽ ghim lại trong cái tư duy của khách hàng và những người ta xem Facebook ấy, là mình bán máy rửa bát. Dần dần thì mình sẽ để cho họ biết là mình bán máy rửa bát ạ. Đó, cho nên là mình sẽ chốt dễ hơn, dần dần tốt dễ hơn. Xin phép được Thịnh đọc comment một chút nhé. À, về cái phí vận chuyển ấy, phí vận chuyển tại vì là mình được chiết khấu rất là tốt ấy, đâu đấy nó khoảng gần 30%. Cho nên là thường là cái phí vận chuyển ấy nó khoảng 400 đến 600 nghìn, nó tùy tại vì cái máy rửa bát này thường là sẽ giao từ Qchain ở Có Vinh, cho nên là sẽ vận chuyển đi các tỉnh, thì khi đấy thì là phí vận chuyển là bên đối tác, bên đại lý của mình sẽ chiết khấu cho khách, tức là miễn phí giao hàng. Thì nói chung là mình cũng chiết khấu được khoảng hơn 7 triệu thì mình không có lý do gì mình miễn phí ship cho khách, đúng không ạ? Ok, có luôn. Xin phép là đọc comment của ý kiến của anh chị một chút nhé. Ok, rồi, đó. Thì với cái chiết khấu như này thì thực sự là tuyệt vời. Và bên cạnh đấy thì Qchain có rất nhiều line hàng nữa. Ví dụ như là máy giặt, máy sấy, robot, máy lọc không khí này, rồi là bếp điện từ, nồi chiên không dầu, nồi cơm cao tần, rồi là máy ép chậm, máy tạo sữa hạt, máy pha cà phê đấy.
rồi là máy xay thịt đa năng này, rồi là bàn trải điện, sắp tới có cả tủ lạnh và những rất rất nhiều sản phẩm khác giáo dục để chúng ta có thể kinh doanh. Và đây là một nhãn hàng mà có nhiều gia đình là chưa có, cho nên tiềm năng kinh doanh về máy rửa chén cũng rất chi là lớn. Chính vì thế cho nên là các anh chị, thứ nhất là mình học các sản phẩm của Cú Chen để chúng ta có thể kinh doanh tốt, đúng không ạ? Và thứ hai nữa là chúng ta sẽ có chiến lược chọn sản phẩm. Chiến lược chọn sản phẩm thì khi đấy các anh chị có những điểm để lên sao lên số rất là tốt, và tiềm năng thị trường rất chi là lớn. Và chúng ta kinh doanh online hàng Cú Chen thì chúng ta đem đến những giải pháp để giúp cho nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình của mỗi người, cho nên mình cảm thấy có giá trị cho đi, đúng không ạ? Thứ hai nữa là những sản phẩm đấy sẽ, đó là những sản phẩm thông minh đó, cho nên là ngày càng được cập nhật, và những sản phẩm đấy sẽ giúp chúng ta là kinh doanh tốt hơn đó. Thì các anh chị em có câu hỏi gì nữa không ạ? Chúng ta có thể là giơ tay, hoặc là chúng ta có thể là comment để chúng ta chưa giao lưu thêm vài phút. Thì bây giờ cũng là sát giờ đi làm của rất nhiều anh chị em rồi đấy, thì chúng ta có thể trao đổi thêm khoảng 5 phút nữa nhé. Vâng, chị Oanh có hỏi là anh nói về cách tiếp cận bán hàng để nào để ra kết quả, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn chị. Thứ nhất là mình phải học để có kiến thức sản phẩm, đúng không ạ? Thứ hai là các anh chị đăng bài. Các anh chị đăng bài thì ví dụ như là hàng Cú Chen chẳng, thì nó có mười mấy dòng sản phẩm. Thế thì bây giờ các anh chị đăng, phải đăng liên tục. Đấy, đăng liên tục. Để làm sao là mình ghim vào trong cái tâm trí khách hàng là mình bán sản phẩm là hàng Cú Chen. Như Thịnh đang nhiều là hàng Cú Chen, là khách hàng người ta bảo anh kinh doanh sản phẩm Cú Chen này. Đấy, xong dần dần người ta hỏi. Xong có những cái đơn là ví dụ như là mình đăng bài, ví dụ đến khoảng tháng 3 đến tháng 6 thì là bắt đầu là cậu bảo thế cháu bán máy rửa bát Cú Chen này, thì lấy cho trước cậu một cái, đúng không ạ? Rồi sau trước Tết mình bán được đó, cho nên là mình cứ phải đăng bài để chứ không phải đăng cái là mình bán được ngay đâu. Mình phải dần dần trở thành gần như là chuyên gia ấy. Đấy, thứ nhất là về tư vấn về tác dụng sử dụng này, thứ hai về hướng dẫn họ về các cái sử dụng, các cái tác dụng của lá hàng Cú Chen. Mình phải đăng bài liên tục nhé, đăng bài liên tục, nào là quay video này, rồi đăng bài này, rồi mình phải đăng lên cả Facebook, Zalo này, rồi đăng cả trạng thái này, đăng cả lên Reel này, rồi tất cả những nơi mình còn đăng. Sau đấy thì mình ghim vào thì người ta để mình trở thành những chuyên gia của Cú Chen ấy. Các sản phẩm mình phải đăng đều đó. Rồi sau đấy thì như lúc nãy chị Giang và chị Hiền ấy, thì cũng chia sẻ là các anh chị phải lên danh sách và chúng ta gọi để chúng ta để tư vấn, để chúng ta lấy sắp xuất. Và đôi khi mình có những công việc mình đi đâu đấy, như chị Hiền bảo là đi cho con đi khám răng, đúng không? Thì mình cũng thấy mình bán được máy rửa bát cho nhà bác sĩ. Thịnh đi sắm một bộ vest mới để chuẩn bị cho sự kiện mới đi chơi Tết vừa rồi, rồi chuẩn bị đi sự kiện ở Đà Nẵng. Thì mình thấy nhà bạn thợ may đấy, đấy, có nhu cầu cho nên mình tư vấn là mình chốt đấy. Cho nên các anh chị mà có kiến thức, mà đặc biệt là trong nhà có máy rửa bát đấy, thì cái năng lượng của các anh nói nó khác nhau, nó rất chi là lớn đấy. Chính vì thế các anh chị cố gắng trải nghiệm đấy, còn nếu không thì các anh chị phải học rất kỹ sản phẩm, đăng bài thường xuyên và liên tục, và những cái chất lượng trên các anh chị hãy học về lớp marketing không bày, marketing không đồng nhá, khóa 7 là chuẩn bị học đấy. Cho nên là chị em mình hãy cố gắng nhé, cố gắng để mình phải học sản phẩm và mình đăng bài, và danh sách thì mình tư vấn để mình lấy xác suất. Còn tất nhiên là không phải là ngày nào mình cũng bán được, cho nên cái quan trọng là mình phải là có kiến thức và mình gieo thường xuyên đó. Mình gọi mình cũng gieo, mình chia sẻ cũng là gieo, rồi là mình đăng bài cũng là gieo đấy. Cho nên các anh chị hãy học và làm đúng, làm đủ, làm đều. Tất nhiên là mình cũng chọn những sản phẩm phễu khác nữa.
Thực ra thì cái vấn đề mà tác dụng của máy rửa bát, tại vì nó rửa sạch ấy, rửa sạch cái virus vi khuẩn các thứ đấy. Còn bây giờ hôm nay thì cũng đã sát giờ rồi, hôm nay thực ra thì cái chương trình cũng có thể có anh Minh ở bên Kuchen là chia sẻ cùng nhà mình nữa, nhưng mà hôm nay anh Minh có việc đột xuất cho nên là cũng chắc là xin phép xong buổi hôm khác thì chúng ta có thể làm chương trình về máy rửa bát, thì các anh chị bên Kuchen sẽ giới thiệu sâu thêm. Còn những cái hướng dẫn về mẹ sử dụng máy rửa bát thì các anh chị có thể lên YouTube để chúng ta có thể tra nhé, để chúng ta xem hướng dẫn sử dụng máy rửa bát rồi tác dụng nữa đó. Cho nên là hôm nay thì cũng đến giờ đi làm của anh chị em rồi, 6:30 rồi, thì cả lần tiếp theo thì cũng cảm ơn tất cả anh chị em trong ekip đã thực hiện chương trình ngày hôm nay, và bây giờ cũng giờ đi làm rồi, thì cũng kính chúc toàn thể các anh chị em mình một ngày mới đầy năng lượng và bạo đơn đó. Thì bây giờ xin mời host có thể mở mic để cho các anh chị em trong nhóm có thể cảm ơn và chúc nhau một ngày mới năng lượng nhé, ngày mới bạo đơn tất cả anh chị em nhé, và chúc tất cả các anh chị em mình là đạt thành tích, đạt mục tiêu để chúng ta lên sao lên số và chúng ta có thể đi du lịch châu Âu năm tới cùng với bên Dropy nhé. Cảm ơn anh Thịnh ạ. Cảm ơn anh Thịnh đã chia sẻ. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn ban tổ chức. Cảm ơn em Tấn Hòa. Cảm ơn cả nhà nhé. Xin chào cả nhà. Cả nhà ngày mới bao đơn nhá. Chia sẻ nhiều về cái máy rửa bát của trên nhá. Cảm ơn rất nhiều nhá. Xin chào các anh chị em nhá. Cảm ơn ban tổ chức nhá. Cảm ơn ekip. Xin chào cả nhà nhá. Cả nhà nhớ bán 6 cái máy ép chậm để đi Thái Lan nhá.